dòng sông dài hiền hòa, thương em gái nhỏ thật thà, làm lũ trên ruộng ghe chẳng tiếng lời than, em luôn yêu đời nở nụ cười tươi, sông nước mênh mông trao em cá tôm dồi dào. Ôi cuộc sống em đây năm tháng bình yên tần tao bên dòng sông thân hiền hòa, mong những ngày sau cá tôm ngập tràn quang xuống của em. Cô chú ơi, Mẫn đi đặt lại cái vốn mới nè. Bữa nay Mẫn sẽ đặt vốn, giá vốn xong rồi rồi mình thăm vốn luôn. Có mấy cái nó bị rách á, giờ Mẫn đi giá lại nữa. Bữa nay mình làm 3-4 việc luôn. Mẫn nhốt con đen lại à, cho nó đi. Trời chuyển mưa tới rồi. Sáng nắng gắt quá cho nên là vẫn không có đi. Chạy thẳng lên trên giống trên của Mẫn luôn, mà không biết là Mẫn có bơi lên tới trển được không nữa, sợ bơi không tới. Mưa luôn cô chú ơi. Chỗ này Mẫn vẫn còn cái giống cô chú, chỗ cây này này vẫn còn cái giống như đây luôn. Ôi, cái giấm trên vẫn buồn quá trời cao rồi. Giờ mình bơi lên tới cảnh của mình thăm nó trước, rồi xong rồi hãy bơi lên tới bên kia thăm cái kia luôn. Mưa vừa cho mát lại được rồi. Mà mưa lớn cũng không sao nữa, mưa lớn cái lò cá vẫn mới chạy, giấm nó cũng chạy nữa. Trời ơi, mỏi nhiều cái tay luôn. Cái dầm này quá nặng. Giờ này trời mát á, người ta đi ruộng nhiều lắm cô chú. Mấy chú đi ruộng đang làm gì ta? Tự nhiên cái muốn quên mất tiêu luôn. Kiểu như bây giờ người ta đang xối đất rồi, mấy chú đang lấy kiểu như đánh cái cây ấy gì đó. Cây cuốc hả? Họ đang cuốc kìa. Tới rồi. Gắn lên. Bắn thăm cái giấm này trước. Ôi, lắc lửa một thấp lại mới được. Bữa hẩm bị gì mà buộc nhỏng lên trời, muốn buộc cao dữ gì ta. Mẫn quên cô chú ơi. Cái này còn có lỗ to lắm. Cái này bây giờ Mẫn muốn thăm là Mẫn phải may trước cái đã. Sợi dây cái này bán giá cũng nhanh lắm, giá ăn gian không à chứ không có giá đẹp.
xíu là xong liền. Cái lỗ này không biết con gì cắn ta, chắc con chuột rồi. Đứng cho nó ra ngoài này luôn. Cô chú bóng mai hết hai lần, một lần đen với một lần xanh, nhưng mà cái lần đen bóng mai vẫn không coi, bóng mai dướng luôn cả cái sợi dây này luôn. Trời ơi tệ quá, bỏ vô đây rồi giỡn giỡn. Không biết là có cái gì không nữa, cái lỗ nó to quá trời luôn, lươn vô luôn cũng ra, cái vô cái cũng ra, cái gì vô cũng ra được hết. Hồi nãy cũng buộc cao lắm rồi, không biết sao đây. Gì gắn chút, bây giờ tới nữa you
coi cô chú ơi. Cho con coi. Trời ơi, nó mệt lẻ đôi tay luôn. Cái thùng hồi nãy cũng vẫn còn mấy con cua. Đồ quá đông rồi. Thôi cái thay từng cái á. Chỗ này rong cái đầu đem lên thay. Bỏ cái kia lại. Ô trời ơi, trời luôn. Mẹ đẻ coi. Mẹ con luôn cô chú ơi, coi nè. Nồi canh chua ngon lành luôn. Nồi canh chua ngon lành luôn. Trời ơi, đã dữ vậy. Hết chỗ nói luôn, không còn chỗ chê luôn. Sao nó bò vậy? Trời ơi, bất ngờ lớn luôn. Cái bò nó kiếm đường nó bò lên không nha. Im quá rồi, một cặp luôn cô chú ơi. Mận bắt con cá rau kiến la rồi cô chú. Mận bắt con cá rau kiến nhà rồi cô chú. Mở vô. Trời ơi, tới cặp nè, trời ơi, đã quá à. Ồ, uống đu luôn. Một con. Một con nữa nè. Ba con luôn nha. Hai con. Có nên thay cái giống này không ta? Hay là đặt lại cái giống mới trời? Đem lên phơi rong mới được. Vậy là bây giờ Mẫn sẽ thay cái giống này cô chú. Mình sẽ đem cái giống này mình lên bờ mình phơi rong. Rồi thì giống như là mình có một cái dự trù vậy. Là cái nào rong thì bắt đầu mình sẽ lấy cái khác mình thay. Cứ đem lên phơi. Phơi xong rồi cái... cứ thay liên tục vậy. Quá trời đã luôn cô chú ơi. Quá ngon này. Hết miếng đường nói luôn. Ở trên xuồng này mà không có làm sảy nữa đâu. Mà hết làm sảy rồi. Mà không có sảy được nữa đâu. Hai con luôn á. Rồi quyết định vậy đi. Hay lắm. Á, để mẫn buộc đầu nó trước nè. Mình đi một đầu kia đi. Đi buộc đầu đi. Nhiều xíu mình lấy. Buộc cái đầu cái giống này vô cái tay đó trước đi. Bắt đầu cái mình phân ra đây, bắt đầu mình tháo cái nào, bắt đầu mình bỏ vô cái đó. Ủa nãy giục luôn hả? Giục luôn rồi. Không nhận không chịu. Giục luôn. Giục luôn. Luôn sẵn hết rồi. Muốn mua tới 5 cái lận. Trong nhà còn 2 cái nữa.
ơi là có cá lòng tâm rồi. Mới đặt xong cái giớn này rồi cô chú. Mới đặt xong hết trơn rồi. Bây giờ thì Mẫn đi vô trong. Thật sự hôm nay là quá chừng là bội thu luôn, dính được hai con lươn bự là bội thu dữ rồi. Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn á, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo ngoại Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Cái này là chỉ còn sáng ngày mai Mẫn đi thăm thôi. Giờ này buổi chiều Mẫn ra đặt nè. Sáng mơ là có cá luôn này. Thường thường giớn mới á, là chỉ còn một đêm thôi là cá chạy dữ lắm. Bây giờ thì quay đầu xuống mới được, kiếm chỗ quay đầu xuống.